Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu túi Plaza Epsom phối da cá alligator màu đen. Mỗi chi tiết của túi được chăm chút tỉ mỉ, từ công nghệ sản xuất đến chọn lựa chất liệu. Sản phẩm chứa đựng sự tinh tế và khéo léo của những người thợ lành nghề. Chất liệu được chọn làm túi là da Epsom có khả năng chống nước và độ bền bỉ theo năm tháng. Vì vậy, sản phẩm sẽ giữ được hình dáng cứng cáp và vẻ ngoài hoàn hảo suốt thời gian dài. Sự phối hợp hài hòa cùng với da cá alligator cùng gam màu tạo nên sự cuốn hút cho chiếc túi. Điểm nhấn chính đặc biệt của chiếc túi là logo vương miện bằng vàng nguyên khối 18K, đính 3 viên kim cương tôn lên sự quyền lực của chủ sở hữu. Với thiết kế thanh lịch cùng với màu đen cổ điển tôn lên vẻ thời thượng và trang nhã, rất phù hợp cho những buổi họp mặt quan trọng. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất. Tại đây, Kỳ Lân Luxury chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.